Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boykin TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá dưa leo hàng ngày và đăng lên kênh để cho quý chị và các bạn cùng tham khảo trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì hàng ngày kênh Boykin TV sẽ quay và cập nhật một số loại nông sản có khu vực còn trong Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây ha. Thì do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp nên là em chỉ quay và cập nhật giá tại địa phương ở đây là còn trong Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng dưa leo hay là có quan tâm đến giá dưa leo hàng ngày thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá dưa leo trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì quay trở lại tình hình giá dưa leo hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2021, thì thương lái mua tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp với giá dưa leo giá dao động tầm khoảng từ 2.000 đến 3.000 cử trên ký các bạn. Đối với dưa leo đẹp thì em chỉ quay và cập nhật giá ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây thôi ha. Thì quý anh chị và các bạn nào có bán dưa leo hay là có biết giá dưa leo đâu thì vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi nha các bạn. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.